Hello hello, những công khách này chắc mọi người cũng đã biết là hôm nay mình sẽ ăn pizza Phobi rồi. Thì đây là một trong những quán pizza mà nổi tiếng nhất ở Sài Gòn, ai cũng nên thử một lần. Hiện tại bây giờ đã có chi nhánh ở Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi là chúng ta sẽ ăn gì nhé. Menu ở đây nó cứ đổi món theo tháng đó mọi người. Đây là một trong những món mới của pizza nè, thì đó là sushi cá hồi. Mình khá là ấn tượng tại vì ở lớp trên của sushi nó có một cái sốt rất là đặc biệt, ở phía dưới thì nó lại có một lớp bột tạt, một lớp rambong và một miếng bơ trắng. Khi mà ăn vào thì thấy nó hơi bùi bùi. Và món tiếp theo thì chắc chắn không thể nào mà không gọi được, chính là mì ý cua ở đây mọi người à. Đây là món best seller của pizza Bobby luôn. Ở trên là một phần thịt cua và gạch cua, có một cái sốt kem, ở bên dưới là mì. Khi ăn vào nó sẽ hơi béo béo trong miệng, béo ở đây là có vẻ là do là gạch cua. Nước sốt nó cũng làm từ sốt gạch, từ gạch cua mà mọi người. Chắc là do nhà mình hợp khẩu vị cho nên là nhà mình rất thích ăn pizza Bobby, và đặc biệt là rất thích ăn mì cua ở đây. Và dĩ nhiên là không thể nào mà thiếu được pizza được mọi người. Gia đình mình thường sẽ ăn là pizza cá hồi sốt miso, ở trên nó sẽ là có một lớp phô mai và cá hồi ở trên đó, cá hồi đã được làm chín đó. Thì gia đình mình thích ăn vậy này tại vì cá hồi được làm chín, nhưng mà tuy nhiên là khi mà ăn vào miệng nó rất là tươi và ăn cùng với dầu ớt thì rất là ngon luôn. Sau đó thì bình thường gia đình sẽ ăn là pizza bò với lại dầu ớt. Tuy nhiên hôm nay có một món mới đó chính là pizza xào điệp cùng với măng tây. Thế là gia đình mình ăn một nửa bò và một nửa là xào điệp để xem thử xem là món mới có như thế nào. Thì thật sự là cái món xào điệp rất ngon bởi vì xào điệp rất tươi, rất bự, măng tây cũng rất là bự luôn. Có sự khác biệt giữa hai phần này là phần xào điệp thì bánh nó sẽ mềm hơn do có lớp phô mai ở trên, còn đối với phần bò thì bánh nó sẽ giòn hơn, cắn nó sẽ rập 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 rập. Có thể nói là kỹ thuật nướng ở đây khá là đỉnh luôn. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha, các bạn ghé ăn thử như thế nào rồi cho mình biết cảm nhận.